Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là các nội dung đáng chú ý có trong chương trình. Bình Dương đề nghị hỗ trợ khẩn thuốc Monubravia cho 30.000 F0 tại nhà. Doanh nghiệp khó khăn khi tiếp cận hỗ trợ theo Nghị định 52. Gia Lai phát hiện 112 trường học thu chi sai. Điện Biên bắt 2 vụ thu giữ 130 kg động vật hoang dã. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 28 quy định mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ từ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do Bộ Giao thông Vận tải quản lý. Cụ thể, vé dịch vụ sử dụng đường bộ áp dụng đối với phương tiện tham gia giao thông qua trạm bao gồm vé lượt, vé tháng và vé quý. Đối với hình thức thu phí điện tử không dừng, vé dịch vụ sử dụng đường bộ được phát hành dưới dạng chứng từ điện tử. Vé đường bộ toàn quốc áp dụng riêng đối với xe ô tô của lực lượng quốc phòng, công an, nộp phí sử dụng. Theo quy định của Bộ Tài chính, Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của nhà đầu tư, doanh nghiệp, dự án, đơn vị thu. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2022. Trước tình hình số bệnh nhân F0 gia tăng đột biến, tỉnh Bình Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp thuốc Monubravia cho khoảng hơn 30.000 F0 đang điều trị tại nhà. Hiện mỗi ngày tại Bình Dương ghi nhận hơn 300 ca F0 thông qua xét nghiệm khẳng định và có thông tin dịch tễ. Tuy nhiên, số F0 thu dung mỗi ngày tại nhà có số lượng rất lớn, trên dưới 3.000 ca. Theo ngành y tế địa phương, hiện nay thuốc Monubravia chỉ còn đủ cho khoảng 3.000 đến 4.000 F0. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn thuốc Monubravia cho số bệnh nhân F0 đang điều trị tại nhà. Tính từ đợt dịch thứ tư, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 288.000 ca mắc COVID-19 qua xét nghiệm RT-PCR. Hiện số bệnh nhân đang điều trị COVID-19 của tỉnh là gần 62.500 trường hợp, trong đó có hơn 60.000 trường hợp F0 tại nhà. Trong làn sóng dịch bệnh COVID-19, không ít doanh nghiệp rơi vào tình trạng kiệt quệ. Mặc dù Chính phủ và Quốc hội đã đưa ra một số chính sách về tài khóa, an sinh, nhưng chi phí đầu vào vẫn tăng do giá nguyên vật liệu tăng gây ra gánh nặng cho doanh nghiệp, khó khăn chồng khó khăn. Do đó, giới chuyên môn cho rằng hỗ trợ cần theo tiêu chí và chọn lọc đối tượng ưu tiên theo từng giai đoạn cụ thể. Doanh nghiệp này sản xuất về mặt hàng may mặc thời trang đã lâu, mặc dù đã được tiếp cận các gói hỗ trợ. Tuy nhiên, sau khi hết giãn cách, việc sản xuất kinh doanh chưa thể bình thường như trước. Do đó, việc miễn giảm thuế cần xem xét vào tình hình thực tế của từng doanh nghiệp để đưa ra chính sách phù hợp, phân loại rõ các đối tượng theo doanh thu chứ không nên chia theo nhóm ngành. Xuất hàng đi nó bị ù nứ và cái tiền, dòng tiền của doanh nghiệp về là nó bị tắc. Đâm ra dẫn tới là chúng tôi cũng còn lợi lại mất khoảng 3 tháng thuế. Đối với các hộ kinh doanh, họ cũng kiến nghị chính sách hỗ trợ cần chia rõ cụ thể theo lĩnh vực, theo địa bàn, ngân sách nhà nước khó khăn nên cần hạn chế dàn trải theo công thức chung. Đối với những nhà hàng mà chuyên bán đồ ăn nhanh ấy, hay online mang về thì cái doanh thu sẽ bị giảm ít hơn so với chúng tôi. Đối với cái đặc thù của nhà hàng chúng tôi thì là bán tại chỗ, ăn bán và bán hàng tại chỗ. Thế thì vì vậy thì mà kinh doanh cùng một dịch vụ ăn uống mà doanh thu sẽ khác nhau như vậy thì do mỗi một đặc thù của mỗi một nhà hàng khác nhau. Chúng tôi thấy rằng cái việc hỗ trợ giống nhau ấy thì nó không cân đối lắm. Từ thực trạng trên, các chuyên gia kiến nghị một số hỗ trợ cụ thể theo đối tượng như hỗ trợ giảm 50% tiền thuê đất của các cơ sở lưu trú trong 2 năm 2021-2022. Hỗ trợ áp dụng mức giá điện theo đơn giá điện sản xuất cho các cơ sở kinh doanh nhà hàng, dịch vụ lưu trú, du lịch trong 6 tháng đầu năm 2022. Xem xét giảm thuế VAT từ 10% xuống 5% trong quý 1 hoặc 6 tháng đầu năm 2022. Tôi cũng phải kiến nghị thêm là trong lĩnh vực bán lẻ thương mại thì cái VAT phí gián thu ấy, mà các siêu thị thu hộ nhà nước ấy, 10% phổ biến ấy, là khá cao. Và trong giai đoạn này, chúng ta có thể nghiên cứu thêm để giảm bớt độ khoảng 6 đến 7% thôi. Cho nên những cái này là cái mà chúng ta nên là biết rằng còn có những cái doanh nghiệp mà nó khó khăn hơn nữa, nó không thuộc cái diện mà có doanh thu, có thu nhập để được hưởng chính sách miễn thuế. Do vậy, chúng ta phải có nhiều các cái biện pháp hỗ trợ hơn, chứ không phải chỉ trông chờ vào cái chuyện là có chính sách về miễn giảm thuế thu nhập đã kỳ vọng rằng tất cả các doanh nghiệp nhỏ vừa đều có thể vượt qua khó khăn. Để đạt được những kỳ vọng nêu trên, tuyến cơ sở cần sát sao nghiên cứu thực tế khó khăn của các doanh nghiệp đang đối mặt, từ đó đưa ra các kiến nghị cụ thể và phù hợp nhất.
Đời sống khó khăn do dịch bệnh COVID-19 khiến nhiều người lao động mong muốn được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, cả nước có hơn 700.000 người hưởng bảo hiểm xã hội một lần, tăng gấp 1,5 lần so với 6 tháng đầu năm 2021. Đây là thực tế rất đáng lo ngại, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động mà còn làm ảnh hưởng tới mục tiêu và quyết tâm của chính phủ thực hiện an sinh xã hội toàn dân. Anh Nguyễn Công Định, quê ở Kiên Giang, anh có thời gian 5 năm làm công nhân bốc xếp tại cảng Sài Gòn. Do đại dịch Covid-19, cơ quan không có việc, bắt buộc anh phải nghỉ không thời hạn. Mất việc đồng nghĩa là không có thu nhập, anh Định đến cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần. Một phần là do sức khỏe với một phần là do cũng dịch bệnh, công việc nó không được ổn định cho nên là em cũng tạm nghỉ một thời gian. Còn để cho nên là bữa nay em đến đây để lãnh bảo hiểm. Theo quy định, tổng mức đóng bảo hiểm xã hội vào quỹ hưu trí tử tuất là 22% mức tiền lương tháng của người lao động. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%. Tổng mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm bằng 2,64 tháng lương. Nếu người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần, thì mức hưởng mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội chỉ bằng 1,5 tháng lương bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động sẽ mất đi khoảng 1,14 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014 và khoảng 0,64 tháng lương đối với mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội sau năm 2014. Như vậy, nếu xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, quyền lợi của người lao động sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Cái người chọn ở một lần khi về già, không có lương hưu, không có nguồn thu nhập ổn định thì phải sống lệ thuộc vào con cái, nó trở thành một cái gánh nặng của xã hội. Về lâu dài thì sẽ gây ra cái tâm lý mặc cảm tự ti, dẫn đến là cái chất lượng cái cuộc sống về mặt tinh thần nó sẽ không được đảm bảo. Tuổi già vừa tự ti mặc cảm về tâm lý, không có tiền thì nó khiến cho cái cuộc sống nó sẽ rất là khó khăn. Anh Dũng trước là nhân viên lễ tân của một khách sạn tại thành phố Cần Thơ. Do dịch bệnh, khách sạn tạm thời đóng cửa, bộ anh Dũng phải đến trung tâm dịch vụ việc làm thành phố xin đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và mong muốn tìm công việc mới. Dạ, em hy vọng là sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp của trung tâm và tìm kiếm một việc làm mới để có thêm thu nhập và để trang trải cuộc sống và có thể tham gia bảo hiểm xã hội tiếp tục. Thì hiện nay thì trung tâm cũng cố gắng là các giải pháp tại trung tâm là mở những cái phiên giao dịch việc làm trực tuyến và trực tiếp và để cho người lao động và doanh nghiệp kết nối với nhau để người lao động thì có được cái cơ hội tìm kiếm việc làm mới và doanh nghiệp cũng có được người lao động. Rõ ràng, để hạn chế tình trạng nhiều người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, chấp nhận từ bỏ lương hưu, cần thực hiện nhiều giải pháp như nâng cao đời sống vật chất, tạo điều kiện lao động cho người lao động, đồng thời tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ hưu trí. Có thể thấy rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ ảnh hưởng đáng kể đến mục tiêu an sinh xã hội lâu dài. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu tích cực khi báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng HSBC nhận định nền kinh tế Việt Nam đang có sự cải thiện tích cực. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự phục hồi mạnh mẽ trong tháng 11, chỉ số sản xuất công nghiệp của Việt Nam đã vượt mức ghi nhận cùng kỳ năm 2020. Trong khi đó, Ngân hàng HSBC dự báo kinh tế Việt Nam có thể lấy lại nhịp tăng trưởng GDP ở mức 6,8% vào năm 2022. Với động lực tăng trưởng chủ yếu của Việt Nam sẽ phụ thuộc vào đầu tư FDI mạnh mẽ trở lại, tập trung nhiều vào lĩnh vực sản xuất. Nhằm tiếp tục phát huy những lợi thế về phát triển nông nghiệp, nhất là về nông nghiệp công nghệ cao, trong thời gian qua, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng không ngừng có những chính sách hỗ trợ các dự án nông nghiệp, từ đó trở thành các mô hình điển hình, nhân rộng trong nhân dân. Trong năm 2021, Đà Lạt đã thực hiện hỗ trợ nhiều dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp với nguồn kinh phí từ ngân sách xấp xỉ 550 triệu đồng. Trong đó có sử dụng dự án phát triển sản phẩm OCOP, hỗ trợ trồng thử nghiệm một số giống cây mới và xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao theo hướng thông minh với tổng diện tích 2,8 ha. Ngoài kinh phí hỗ trợ của nhà nước, các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân tham gia dự án đều đối ứng với kinh phí xấp xỉ 640 triệu đồng. Các dự án được triển khai thực hiện theo đúng định hướng phát triển của thành phố Đà Lạt với mục tiêu nâng cao sản xuất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường.
trong và ngoài nước, đưa Đà Lạt trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh của cả nước và khu vực. Nghị định 52 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Tuy nhiên, một số nội dung trong nghị định vẫn chưa phù hợp với các doanh nghiệp đang trong vùng dịch và bị hạn chế di chuyển. Công ty này chủ yếu cung cấp các gian hàng kiosk cho các doanh nghiệp tiểu thương thuê để kinh doanh. Ngay khi Nghị định 52 của Chính phủ ban hành nhằm hỗ trợ về tiền thuê đất năm 2021, chủ doanh nghiệp rất kỳ vọng. Nhưng trong quá trình tiếp cận thì đã phát sinh bất cập. Và dù đã có cải thiện, nhưng trong nghị định chưa có điều khoản nào thực sự rõ ràng để giảm thiểu rủi ro về pháp lý. Doanh nghiệp đang cho người dân tiểu thương thuê mặt bằng ấy, thì tiền thuê đất nó chỉ là một phần cấu thành trong tổng chi phí của chúng tôi thôi. Ngoài ra còn có khấu hao chi phí đầu tư, chi phí quản lý vận hành trong quá trình hoạt động nữa. Thế khi doanh nghiệp miễn 100% cho người dân ấy, thì nó cái tổng số tiền miễn cho người dân đấy nó ít nhất cũng phải gấp đôi gấp ba so với tiền thuê đất. Và hiện nay chúng tôi đang được nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước là miễn 30% tiền thuê đất thôi. Còn đối với các ngành dịch vụ khác, doanh nghiệp cho biết gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp từ 3 đến 6 tháng không đem lại ý nghĩa thực tế cho doanh nghiệp. Tức thì 6 tháng là một con số tôi nghĩ rằng là rất là khó để mà nói được rằng thời gian đã đủ hay không. Nhưng mà bởi vì chúng ta rõ ràng biết là khi mà dịch họ qua đi thì cái tâm lý của khách hay là có thể nó sẽ bởi vì dịch kéo dài một thời gian quá dài, tâm lý khách chưa thực hoàn toàn bình thường như trước 2019, nên tôi mong muốn rằng là những chính sách này có thể kéo dài hơn để hỗ trợ doanh nghiệp trong cái giai đoạn mà chúng tôi có thể hồi phục và chúng tôi sản xuất để có chi phí cho doanh nghiệp. Giới chuyên môn đánh giá, việc giãn và hoãn sẽ không đủ hỗ trợ đối với doanh nghiệp. Điển hình như thời gian qua, hàng chục ngàn doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp khó khăn nhất, đang hấp hối kiệt quệ vì dịch bệnh, sẽ không được hưởng thụ chính sách này. Giãn và hoãn thuế này, nó chỉ là giãn và hoãn thôi. Thế còn cái việc mà giảm thuế, đây là một cái khoản mà giúp cho các cái doanh nghiệp có được cái tích lũy nó lớn hơn. Từ đó có thể có cái điều kiện về mặt tài chính để phục hồi và phát triển trong và sau cái đại dịch. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị năm 2020, chính phủ cùng với các thành viên cân nhắc giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu đầu vào và linh hoạt hơn trong điều hành chính sách. Có như vậy, hoạt động sản xuất kinh doanh mới nhanh về trạng thái như trước, nền kinh tế Việt Nam mới nhanh chóng phục hồi. Để giúp nâng cao thu nhập và tăng năng suất trên cùng diện tích sản xuất, thời gian qua ngành nông nghiệp huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đã khuyến khích và hỗ trợ nông dân thực hiện trồng sen cây ăn trái vào các vườn cà phê với diện tích trên 6.000 hectare. Việc trồng sen cây ăn trái vào các vườn cà phê ở huyện Lâm Hà được thực hiện từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích trồng sen được thực hiện đồng loạt từ năm 2016 đến nay. Bình quân mỗi năm, người dân địa phương này mở rộng diện tích trồng sen từ 300 tới 500 hectare. Các giống cây được trồng xen vào cà phê nhiều nhất là maca và sầu riêng với diện tích khoảng trên 3.000 hectare. Nhiều diện tích trồng xen cây ăn trái vào cà phê giúp nâng cao thu nhập lên tới từ 200 đến 300 triệu đồng một năm một hectare. Việc người dân mở rộng mô hình trồng xen cây ăn trái vào cà phê là hướng đi phù hợp ở địa phương, vừa nâng cao thu nhập trên cùng diện tích, vừa đảm bảo tính ổn định và bền vững trong sản xuất nông nghiệp. Vừa qua, đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 tỉnh Điện Biên đã tổ chức họp tổng kết đánh giá công nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trên địa bàn huyện Tùa Chùa. Năm 2021, huyện Tùa Chùa đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác công nhận đạt chuẩn, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ trên địa bàn. Huyện đã điều tra và rà soát các tiêu chuẩn của phổ cập giáo dục theo các cấp học để có những giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, 12 trên 12 xã thị trấn tiếp tục củng cố duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở mức độ 2, duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, có 20 trên 41 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên là huyện vùng cao, đời sống người dân còn khó khăn, đại bộ phận người dân là người dân tộc thiểu số nên huyện Tùa Chùa vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ. Trong thời gian tới, huyện Tùa Chùa huy động sự vào cuộc và tham gia tích cực đầy đủ hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục.
Qua triển khai thanh tra của Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về công tác quản lý sử dụng các khoản đóng góp của cha mẹ học sinh trong 2 năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021, toàn tỉnh Gia Lai phát hiện 112 đơn vị trường học sai phạm. Đến nay đã có 16 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Gia Lai ban hành kết luận thanh tra, chỉ còn huyện Đắk Pơ chưa kết thúc thanh tra. Theo đó, các đoàn phát hiện 112 đơn vị có sai phạm và kiến nghị hoàn trả cho cha mẹ học sinh số tiền hơn 2 tỷ đồng. Các nội dung chi sai từ nguồn huy động đóng góp của cha mẹ học sinh chủ yếu là chi thù lao duy trì vệ sinh trường, lớp, thù lao giảng dạy, các khoản chi không đúng theo thỏa thuận giữa nhà trường, cha mẹ học sinh. Hết nhiệm vụ chi của năm học nhưng ban đại diện cha mẹ học sinh không trả lại cho học sinh. Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai chỉ đạo các trưởng phòng giáo dục đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chấn chỉnh, không để tình trạng các đơn vị trường học lạm thu từ cha mẹ học sinh để chi các khoản không đúng quy định. Từ quảng cáo như không gây hại tới sức khỏe người dùng, có thể giúp cai thuốc lá thì thuốc lá điện tử đang trở thành một trào lưu mới trong giới trẻ. Tuy nhiên thực tế lại không thực sự như quảng cáo của nhà sản xuất khi các chuyên gia cảnh báo nghiêm trọng về tác hại của thuốc lá thế hệ mới tới sức khỏe con người. Người đàn ông này đã hút thuốc lá truyền thống hơn 10 năm. Thời gian gần đây, anh chuyển sang hút thuốc lá điện tử, hòng cai nghiện thuốc lá truyền thống, nhưng giờ thì anh sử dụng cả hai. Nếu mà mình không hút thuốc lá điện tử nữa thì mình vẫn đang dùng nicotine. Tức là nếu mà mình không hút thuốc lá nữa, không hút thuốc lá điện tử nữa thì mình sẽ thèm thuốc lá. Tức bản thân khi mà mình đi trên đường hay là như nào đấy mà cái thiết bị của mình gặp vấn đề, thật sự luôn là rất là thèm và mình vẫn hút thuốc lá. Thuốc lá điện tử có cấu tạo gồm 4 phần: đầu ngậm, bình chứa tinh dầu, bộ phận làm nóng, pin, đèn LED. Các loại tinh dầu được sử dụng cho thuốc lá điện tử đều chứa một hàm lượng nicotine. Khi hút vào, người sử dụng có thể mắc tới 25 loại bệnh như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đột quỵ, vô sinh, viêm loét dạ dày và nặng nhất có thể bị ung thư phổi. Bên cạnh đó, khói của thuốc lá điện tử cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh. Các nghiên cứu người ta phân tích rằng là khi mà một cái người mà hút thuốc lá điện tử ấy thì cái khói thuốc mà người ta thả ra môi trường ấy thì trong thành phần của nó cũng có đầy đủ các chất như là nicotine, rồi các cái thành phần mà người ta thấy rằng nó cũng có những cái thành phần chất gây ung thư như là các cái hợp chất benzen, vòng thơm, và đấy là những cái chất mà có khả năng gây ung thư, chưa kể là có thêm các cái thành phần mà phụ gia khác chúng ta cũng không thể kiểm soát hết được. Độc hại từ thuốc lá điện tử là thấy rõ, thế nhưng hiện nay thuốc lá điện tử vẫn được bày bán và quảng cáo trên mạng Internet mà không bị kiểm soát. Nếu thực trạng này không bị ngăn chặn, thậm chí phải ban hành việc cấm sử dụng, thì giới trẻ vẫn tiếp tục sử dụng thuốc lá điện tử tràn lan như hiện nay. Hiện nay đấy, thì các cái sản phẩm này đấy, thì có thể nói là cũng không được cái cơ quan nào là cho phép sử dụng. Cho nên có thể nói là cũng gọi là lưu hành bất hợp pháp tại Việt Nam. Thế thì với cái việc mà lưu hành bất hợp pháp này ấy, thì nó đòi hỏi phải có một cái sự quản lý trên cái thị trường. Bên cạnh đó thì Bộ Y tế cũng đang tích cực để nghiên cứu đưa ra các cái bằng chứng rất là cụ thể để đề xuất với lại các cái cơ quan chức năng, trong đó có chính phủ, có Ủy ban Thường vụ Quốc hội, để đưa ra được các cái điều cấm, tức là cấm sử dụng, và trên cơ sở của cấm sử dụng rồi thì sẽ có được các cái biện pháp xử lý một cách nó nghiêm minh và lập lại cái thị trường liên quan đến cái nhập khẩu. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã và đang điều chỉnh tốt đối với các loại thuốc lá truyền thống. Thế nhưng, thuốc lá điện tử dường như đang nằm trong vòng an toàn và không bị ảnh hưởng từ các điều luật. Đã đến lúc các cơ quan chức năng vào cuộc và có các chế tài để kiểm soát mặt hàng này vì mục tiêu sức khỏe lành mạnh cho cộng đồng. Vừa qua, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đối tượng Nguyễn Huy Cường, 39 tuổi, trú tại huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, đang có hành vi tàng trữ trái pháp luật động vật hoang dã. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 15 cá thể cầy vòi mốc là động vật hoang dã thuộc nhóm 2B, có trọng lượng 33 kg và 5 cá thể hoãng đông lạnh có trọng lượng 72 kg. Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện thu giữ 10 cá thể chim khiếu bạc má là động vật hoang dã thuộc nhóm 2B và 2 cá thể lợn rừng có trọng lượng 24 kg trên xe khách chạy tuyến Mường Nhé, Hà Nội. Đối tượng thực hiện hành vi vận chuyển động vật hoang dã được xác định là Hoàng Minh Tuấn, 31 tuổi, trú tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Chương trình Nhìn từ Phổ Hiến hôm nay chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi quý vị và